ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, cho biết, những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải đoạn video được cho là trong khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Vàng. Trong đoạn clip trên xuất hiện hình ảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng ván không kiểm soát được cơ thể do vong nhập khi trụ trì Chùa Ba Vàng là sư thích Trúc Thái Minh đang giảng về Đạo Phật. Cũng trong clip trên đã có những lời nhà chùa giải thích về sự việc cô gái có biểu hiện như co giật là do nghiệp từ kiếp trước. Qua làm việc với thành phố Ung Bí, ngày 18 tháng 6, trụ trì Chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh cho biết, đoạn clip trên không phải trong khóa tu mùa hè năm 2024 của Chùa Ba Vàng, nhà chùa cũng không đăng tải clip như nội dung đồn đoán trên mạng xã hội. Trước đó ngày 30 tháng 3, Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành thông bạch số 95 về việc tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử 2024. Văn bản nêu rõ mục đích việc tổ chức các khóa tu mùa hè, trại hè, hội trại, khóa tu gieo duyên, trại huấn luyện, bồi dưỡng các bậc của gia đình Phật tử. Chủ đề của khóa tu mùa hè năm nay là: về nguồn, tri ân và báo ân, thắp sáng niềm tin, tâm trong, trí sáng, hoài bảo lớn. Thời gian của mỗi khóa tu kéo dài không quá 7 ngày được tổ chức trong thời gian nghỉ hè của học sinh, sinh viên theo quy định của nhà trường tại mỗi địa phương. Từ nội dung thông bạch số 95 Trụ trì chùa Ba Vàng thích Trúc Thái Minh đã có văn bản về kế hoạch tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng năm 2024 gửi xin ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí và các cơ quan chức năng. Theo đó nội dung, kế hoạch khóa tu của chùa Ba Vàng được xây dựng theo đúng thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau khi nhận được kế hoạch của chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí đã thành lập đoàn kiểm tra tại chùa Ba Vàng, kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo cho sinh hoạt đông người an toàn về sinh hoạt, ăn ở cho khóa sinh, bảo đảm an toàn về cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, tại chùa. Ngày 12 tháng 6, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức ba khóa tu năm 2024. Liên quan video clip gây những ý kiến trái chiều vừa xuất hiện trên mạng, thành phố Ung Bí đã đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi, đồng thời báo cáo về khóa tu thứ nhất đang diễn ra. Tại chùa. Thành phố cũng chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian chùa Ba Vàng tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024.